nay mình chia sẻ cách nấu chả cá, gọi là rim chả cá. Rồi mình bật bếp ga lên, mình đợi bếp ga nóng mình cho mỡ. Nước, mắm, tỏi, gừng, rượu và trộn lẫn để rim. Cho xuống trộn. Chảo nóng mình cho mỡ xuống. Mình dán cho một lúc cho nó giòn, cho nó gọi là xẻm vàng, giòn giòn, hơi giòn giòn. Mình hay lấy cái rim ăn thôi, tuyệt cú mèo. Nước rim này mình khuấy đều lên nhé. Khi nó dàn, khi rán nó hơi vàng vàng mình cho xuống hấp luôn. Cá thì mình thái sợi, nó vừa vừa ăn và vừa dễ nấu. Ăn dần dần chuyển màu. Đây lúc như thế là cho gia vị xuống rim thôi. Này tôm cơm lắm.
gia vị không khí mình lúc. Thơm nức mũi luôn. Để tầm 5 phút vậy là ok. Các bạn thấy nó nở lên đẹp không? Quá tuyệt vời luôn. Thơm phức. Ăn này tuyệt vời. Vậy là xong. Còn cho ra đĩa thôi. Là ok. Chúc các bạn thành công.